bọn họ ai cũng coi tôi là kẻ điên. Nói tôi có bệnh, tại sao? Bởi vì chúng ta thật sự là kẻ điên. Không phải, là thế giới này điên rồi. Ta chỉ là nghiêm trọng hơn một chút. Tôi tên là Mặc Nhiên. Một kẻ điên lợi hại hơn cả Dương Kiên. Người trong cuộc đều đang kêu gào. Tên của tôi đại diện cho thời đại diệt vong linh dị bắt đầu lại. Các người lần lượt tiến lên, dùng tay nắm lấy nó. Từ hàng đầu tiên bắt đầu. Sao mà lề mề thế? Không có bán sinh quỷ vật. Người tiếp theo, người tiếp theo. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Đợt này sẽ không phải là không có ai chứ? Kiên trì lên. Thành rồi, đây chính là bán sinh quỷ vật của ngươi. Cũng chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với lệ quỷ hiện nay. Người tiếp theo. Đến lượt tôi rồi sao? Tổ tông phù hộ. Tổ tông phù hộ. Trời ơi, thật sự có sao? Tổ tông tốt bụng như vậy sao? Đừng buông tay. Đây chẳng phải là cái quan tài trong giấc mơ của tôi sao? Tốt tốt. Chúc mừng cậu. Thứ này của tôi rất mạnh sao? Có phải là quỷ vật đỉnh cấp CC gì đó không? Hiện tại không có mẫu nào, cho nên chính thức cũng không biết bán sinh quỷ vật loại nào lợi hại. Thầy, vậy sao phản ứng của ngài mãnh liệt như vậy? Lớn là tốt mà. Được rồi, học sinh cuối cùng, ngươi tiến lên đây đi. Tình huống gì đây? Vậy mà có cảm giác chấn động mạnh như vậy. Quả không hổ danh là đại ca của ta. Chẳng lẽ hôm nay ta gặp được thiên tài vạn người không có? Tôi là một huyết nhục quỷ, thường được dùng để kiểm tra xem con người có bán sinh quỷ vật hay không. Tôi làm việc chăm chỉ mười mấy năm, sắp sửa được nghỉ hưu, không ngờ lại gặp phải Utalu trong sự nghiệp. Cái đẹp. Tôi đến đây chỉ để kiểm tra thôi mà. Người này rõ ràng như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Cái đó. Thầy Ngô, tôi có vạn sinh quỷ vật. Hay là không có? Huyết nhục quỷ bị bóp nát rồi. Cái này không khoa học cho lắm. Quỷ huyết. Mang một huyết nhục quỷ khác đến đây. Rõ rồi. Bọn họ ai cũng coi tôi là kẻ điên nói. Cho rằng tôi có bệnh, tại sao? Bởi vì chúng ta thật sự là kẻ điên. Không phải, là thế giới này điên rồi. Ta chỉ là nghiêm trọng hơn một chút. Tôi tên là Mặc Nhiên. Một kẻ điên lợi hại hơn cả Dương Kiên. Đương sự đều đang hô hoán. Tên của tôi đại diện cho thời đại diệt vong bắt đầu lại. Cậu tên là Mặc Nhiên phải không? Thả lỏng một chút rồi thử lại. Thầy, không, không cần đâu. Nếu thứ trong cơ thể bị kiểm tra ra, tôi chẳng phải sẽ bị bắt đi. Nghiên cứu sao? Không được. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ thiên tài nào bị chôn vùi. Không cần áp lực. Cậu cứ thả lỏng là được. Chính là giọng nói này. Chính là cảm giác này. Thầy, hay là thôi đi. Đừng nói chuyện. Tôi dùng suy nghĩ của mình. Mang tất cả huyết nhục quỷ đã chuẩn bị đến đây. Đã mang đến hết rồi. Tổng cộng 7 con. Tiếp tục, tuyệt đối không thể để nhân tài bị chôn vùi.
đạo sĩ, để cho tên này ăn no rồi. Ăn nhiều như vậy, cũng nên nhả ra vài viên thuốc rồi chứ. Nghe nói bên anh xuất hiện một thiên tài. Huấn luyện viên Vương, bên anh còn huyết nhục quỷ không? Để tôi. Hay là thôi đi. Bóp nát nhiều như vậy rồi. Không sao, thứ này nhiều lắm. Vậy được rồi. Không có bán sinh quỷ vật. Cậu hình như không hề bất ngờ. Tôi không có bán sinh quỷ vật. Kỳ thực, nhân sinh vốn dĩ đã được định sẵn là lên xuống xuống. Xuống 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 xuống. Điều chúng ta có thể làm chỉ là bình tĩnh chấp nhận. Ngôi sao của cậu cũng không tệ. Vậy có thể thưởng cho tôi thêm chút huyết nhục không? Tay tôi ngừa muốn bóc nghịch chơi. Không được. Mặc ca, tôi không sao. Quả không hổ danh là Mặc ca. Mặc ca, cho dù không có bán sinh quỷ vật cũng không sao. Chúng ta vẫn có thể nỗ lực từ những con đường khác. Cậu nói đúng. Về nhà tôi sẽ uống thuốc. Uống thật nhiều.